Mi Tiên vẫn đáp, phần 6, thời gian. Thời gian và không còn thời gian. Đức vua hỏi, Đại Đức vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô cùng tận, điều ấy được hiểu như thế nào? Thưa, thời gian thường trải qua ba thì, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thì không có khởi đầu, vị lai thì vô chung không có chấm dứt. Nên nói quá khứ, Vị lai đều vô cùng, vô tận, còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi, Đại vương nên có ý niệm về thời gian như vậy. Cả ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai tức là thời gian, và thời gian này luôn luôn hiện hữu và chi phối tất cả chúng hữu tình, có phải vậy không Thưa Đại đức? Có khi có, có khi không, Tâu Đại vương. Trường hợp nào không có thời gian, không còn thời gian Trường hợp những người đã dập tắt tất cả pháp hành, tức là pháp hữu vi, tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sanh tử thì không còn diễn tiến trong thời gian, không còn bị quy định trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thành nhân đắc đạo họ sống không có thời gian, họ vô sanh vậy. Trường hợp nào là có? Trường hợp tạo tác, còn pháp hành, còn gây nhân thiện ác nghĩa là còn thọ nhận quả báo từ đời này sang kiếp kia là còn thời gian nói cách khác thời gian đồng nghĩa với tử sinh và luân hồi vô tận vậy rõ ràng lắm tri ân đại đức nguyên nhân của thời gian đức vua hỏi thưa đại đức phàm cái gì có quả thì phải có nhân vậy nguyên nhân đâu mà có thời gian quá khứ hiện tại và vị lai na tiên tỷ khưu nói Đại vương đặt câu hỏi hay lắm. Trước khi trả lời, Đại vương cho phép Bần tăng được hỏi lại ít câu. Đại đức cứ hỏi. Muốn chấm dứt thời gian thì phải làm sao? Là phải chấm dứt pháp hành Sân Khara, pháp hữu vi, pháp tạo tác, pháp cấu sanh. Như Đại đức đã trả lời trong câu hỏi trước. Đúng thế. Vậy muốn chấm dứt pháp hành ấy thì phải làm sao nữa? Thì phải chấm dứt vô minh vì vô minh sinh hành như đức thế tôn đã thuyết đúng thế và như vậy câu hỏi của đại vương đã được đại vương tự trả lời rồi đức vua cười ha hả khéo lắm nhưng xin đại đức giảng giải cho rõ ràng hơn một tí có thể được tâu đại vương có thời gian là vì còn bị pháp hành chi phối pháp hành là do vô minh mà có vậy muốn chấm dứt thời gian thì phải chấm dứt vô minh từ vô minh Chúng ta sẽ lần theo tiến trình của 12 duyên khởi này chính là tiến trình sinh tử không đầu, không đuôi kéo dài đến vô tận, chẳng thể phanh ra đầu mối. Tìm kiếm nguồn gốc đầu tiên của chúng sanh, của thời gian là một việc làm không thể được, Tâu Đại Vương. Cảm ơn Đại Đức đã giảng giải rất tận tường. Thời gian tối sơ, Đức vua hỏi tiếp, Đại Đức vừa nói là không thể phanh ra nguồn gốc của thời gian tức là không thể tìm ra thời gian tối sơ. Điều ấy chấm hiểu, nhưng chấm muốn nghe ví dụ. Ví dụ như trái cây, trái chín rụng, hạt rơi xuống thành cây khác, trái khác, và cứ thế tiếp tục đến vô cùng, vô tận. Đại vương có thể nào tìm ra gốc nguồn của trái cây kia chăng? Không thể được. Cũng thế là thời gian tối sơ của chúng sanh, chẳng thể tìm được tâu đại vương cho nghe ví dụ khác. Ví dụ trứng gà ấp nở ra gà, gà con thành gà mẹ, lại đẻ trứng, ấp nở ra bầy gà con. Gà con lớn lên đẻ trứng, ấp nở ra gà nữa và cứ thế tiếp tục đến vô cùng vô tận. Đại vương có thể nào tìm ra gà sinh trứng hay trứng sinh gà? Có thể tìm ra nguồn gốc của con gà kia chăng? Không thể được. Cũng thế là thời gian tối sơ của chúng sanh chẳng thể phanh tìm được tâu đại vương. Cho nghe ví dụ nữa. Na tiên tỳ khưu vẽ theo cái hình bánh xe rồi nói. Đại vương có thể chỉ cho bần tăng thấy chỗ nào là điểm khởi đầu trên cái hình bánh xe này chăng? Thưa, chẳng thể. Cũng như thế đó là điểm bắt đầu của chúng sanh, chẳng thể tìm ra, tâu đại vương. Trong vòng tử xanh, xanh tử ấy, giống như bánh xe này, không đầu không đuôi chúng sanh lui tới, vần xoay mãi mãi không ngừng. Đức Thế Tôn đã giải thích về điều ấy như sau. Khi có mắt và có sắc thì có nhãn xúc. Có nhãn xúc liền có các cảm thọ, khổ, lạc và xả. Có các cảm thọ liền có ái phát sanh. Có ái liền có thủ. Có thủ liền có hữu, tức là tạo nghiệp. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để nhận quả báo. Khi có tai và có âm thanh thì có nhĩ xúc có nhĩ xúc liền có các cảm thọ. Có thọ liền có ái, có thủ, có hữu, tức là tạo nghiệp thiện ác hoặc bất động. Có tạo nghiệp nên phải sanh trở lại để thọ nhận quả báo. Cũng giống như thế với mũi và hương, lưỡi và vị, thân và vật xúc chạm, ý và pháp. Tất cả chúng là những tác động, là nhân, là duyên đưa đến tái sanh, tương tục vần xoay không gián đoạn, vô thỉ, vô chung. Như thế thì làm thế nào tìm ra được đầu mối của sinh tử, thời gian tối sơ, nguyên nhân đầu tiên của chúng sanh được, hở đại vương? Thưa, quả vậy. Có rồi không? Không rồi có. Đức vua hỏi. Thời gian tối sơ không thể phăng tìm được, điều đó thì chấm lãnh hội rồi, nhưng thời gian tối sơ ấy có thể nào khi có, khi không chăng, hở đại đức. Đúng là như thế, tâu đại vương xin đại đức nói cho rõ hơn vì như có một giống cây chưa mọc thì chưa có đến khi người ta đem giống ấy trồng tỉa nên cây hoa lá trái như thế được hiểu trước đây là không mà bây giờ là có vậy tâu đại vương thế còn từ có mà trở thành không cũng tương tự thế có một giống cây trước đây mọc đầy rừng đầy đất không biết có mặt từ bao giờ nhưng bây giờ thì hoàn toàn mất hẳn diệt hẳn. Vậy là có mà trở thành không đấy, Thâu Đại Vương. Hết phần 6.